Tôi nghe nói là kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn 100 cái thì kiếp này mình mới gặp được người tình trăm năm đó. Tin ba cái chuyện tào lao đó. Vậy là kiếp trước đó hả? Tôi đi thẳng một nước quá à. Không ai ngoái nhìn lại quá à. Vậy nên tôi mới ế sưng ế xỉa như này đúng không? Không dám đâu nha. Một lát coi chừng gặp liền bây giờ đó. Gặp dùm cái. Cuộc đời này có ai như em không? Vừa trông thấy anh em đã siêu lòng. Cuộc đời này có ai như anh không? Nhìn em rưng rưng như gió mùa đông. Bồi hồi nhịp trái tim em run lên, tựa như có hoa nở giữa trái tim. Nụ cười làm ấm cơn mơ bao đêm. Làm sao để quên anh giúp dùm em. Tình không tới nên vừa không biết. Vừa không biết nhưng trong lòng nuối tiếc. Bởi em là con gái, em là con gái. Muốn nói yêu ai cũng sợ sai sai. Mình yêu nhau nhé anh ơi. Đừng chờ mong chỉ xa xôi. Một người yêu riêng anh thôi. Em đã đứng ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu. Lần sau muốn gặp nhau phải chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi. Đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu muốn như em. Bao lâu mới có một người. Nắm đôi tay em đi. Nghĩ mong lung làm gì. Em không sợ hãi thì anh sợ nhập lẹ không thì bà về chồng cho nhanh đi. Bồi hồi nhịp trái tim em run lên, tựa như có hoa nở giữa trái tim. Nụ cười làm ấm cơn mơ bao đêm. Làm sao để quên anh giúp dùm em. Tình không tới nên vừa không biết. Vừa không biết nhưng trong lòng nuối tiếc. Bởi em là con gái, em là con gái. Muốn nói yêu ai cũng sợ sai sai. Mình yêu nhau nhé anh ơi. Đừng chờ mong chỉ xa xôi. Một người yêu riêng anh thôi. Em đã đứng ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu. Lần sau muốn gặp nhau phải
tìm. Nụ cười làm ấm cơn mưa bao đêm. Làm sao để quên anh giúp dùm em. Tình không tới nên vừa không đi. Nguồn cảm hứng để ra đời dòng nước hoa Quỳnh này là được đến từ một người. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt tại buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành và vui vẻ. Phải chờ cho nó.